SCTV 6 phiên 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Minha performance e já estou pensando no primeiro jogo e tem que ir passo a passo e vamos, se Deus quiser, vamos fazer um bom campeonato. Que pode esperar bastante dedicação, bastante empenho, que eu vou dar o meu máximo para buscar o título. We must work hard because I think now many people know us too much and they know when me and him still together we are very dangerous, so they will look too much for us, so now we need to work more than 3 years ago for we make a perfect season. Khi cậu ta chơi được gần với cả Pedro thì đây là một cái điều là hoàn toàn là hợp lý, và hai cậu lúc này khi bây giờ chỉ cần ghép thêm cả Johnny vào những vị trí xung quanh để có được những cái ăn ý tốt và những cái hiểu nhau hơn nữa thôi. Kênh truyền hình SCTV 6 phim 360 hoàn toàn mới.